cái đường mà đi thẳng luôn phải không, đi tới đó là tới quận Né là bao nhiêu? Đây từ đây mình tới đó là khoảng bao nhiêu lâu? 4 tiếng nữa rồi. Tùy theo từ đây ra hết cái tỉnh này như thế nào. Để chưa rồi. Đi chợ đi còn nước cho đi đồi cát kia ra chơi. Ngày mai coi sao. Chào, có nó kêu là mình bắt xe này phải chỗ này không?
Ồ, để mướn xe trip đi hả? Đây là tầm bướm sẽ tiếp người chở tầm bướm. Cao bước được vài bước cái là thuộc cái hụt cái xuống này. Này bị đẹp đấy. Nha Trang á, ngay chỗ bãi Tình Phú, ngay mặt Tình Phú tâm hồn lắm á nha. Trung Quốc nè, bây giờ chết Trung Quốc với Linh Nha luôn. Nói chứ khỏi còn gạo cũng được á, cơm ăn cơm ngán nè, ăn cái gì đi ra mua bún, cái gì mà ăn cũng được cơm. Cái này sớm quá. Đây là lan chai. Lan chai vừa chai cá mà vừa cũng rác. Ở dưới đó có bán rồi sáng vậy? Ở dưới đó có bán vậy? Xuống nước bằng thang. Ốc mỡ nè, ốc tỏi được không? Ừ, ốc huyết đó nè, con gì nè, ốc hương nè, đi. Con gà bự á, con bị gì? Con bôi thêm con phát rồi gì? Cá muống con này bẻ cho trên mùa.
Đây, em ở đây luộc. Em ở đây tuần lễ hôm nay nó luộc hai đây này hôm nay nó luộc hai da nó muốn luộc cái da này đưa em biểu chị luộc hai da rồi luộc hai da ăn thử mấy con đây ơi đợi con đó làm dấu ơi chị 108 giữ tiền cho chị vào chị nào chị bảo đảm chị luôn nữa thì có không phải vậy biết mắt không phải mắt làm gì đâu biết mắt đâu biết đâu không bỏ chữ rồi cô cấm con này kêu con gì chị này kêu gì chị con cúm chứ con kia kìa nó có kẹp tí không cầm đừng cầm giống người đó cầm vậy hả thôi nó kẹp á tí ơi thôi út lại màu quá ông cầm thôi rồi cầm tao đi cầm sẽ kẹp cái đây. Rồi. Trời ơi, cảm ơn trời ơi cầm của người ta lên cả đấy đàng hoàng nó cho người ta mấy người này chụp chi gì cũng biết nữa qua qua để cho ta lựa đi qua đó là cái gì mực nang hả? Con này cỡ kỹ không? Dạ. Mấy năm đẹp chứ không? Chạy thử. Sao cần thử anh? Cái nó nặng tới trứng trong đây trứng năm giờ này. Có công chuyện không trời? À này, nếu mà thiếu này lại này, con này nó trứng không này thấy không? Còn mấy con nó không có trứng là cái gì? Mấy con đực nó không có trứng là cái gì? Này, trứng nó đầy luôn mà con nào con trứng hết đấy, thấy không? Con phiền quá. Trứng luôn đó. Muốn nhìn thử mà sợ dơ. Hay ha, nhìn nhìn mọi người sống. Thấy gì cũng chết. Lấy em. Nhiều chị? Lấy bà cho chị rồi nè. Sao nói chuyện ngoài đi nhà của ai? Nhà của mình. Nhà của mình. Bà xuống trang đâu? Đây là nhà. Khách sạn nó đừng có bậy nó nhà mình đi đó nhà mướn này bây giờ đây là có cái bếp rồi đi xuống mũi né là ở mũi nhà có cái bếp có tủ lạnh rồi tủ lạnh chưa có gì hết quá đã cái gì, cái gì còn anh bà đánh đít coi nó bậy luôn đồ ăn đó không có gà đó. Ơi khổ, mang đồ ra bên kia. Đi ra. Đồ lát có gì đâu lạ. Bên ngoài. Mở ra xe. Đóng cửa lại cho nó mát nha. Để hồi tới ra ngoài luôn, ổng ra nhưng mà đóng cửa lại cho nó mát. Dạ. Để máy lạnh nó bay cái hơi máy lạnh hết. Khép lại đi. Khép lại. Đứng ra ngoài không? Mình hướng 2 căn. Nhà mình đi đông. Bên kia bên nhà bên kia là 1 căn. Ở nhà kế bên. Ở bên đây là mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu nó ở chung để nó chơi với nhau. Đó, con ba anh em nè. Con có kênh YouTube. Ừ. À, đừng có mở cửa hoài con, đóng cửa lại. Đóng cửa lại cho nó dạ. Nó giữ hơi lạnh cho nó mát nha. Hai quay đi video. Đăng lên YouTube. Đăng lên YouTube nha. Sân cái này là cái phần sân sau. Thật sự phải nói là rất là tiện mà đẹp nữa. Ở này mướn bao nhiêu thì mình chưa có biết, mình không có hỏi. Đây là cái nhà kế bên. Ở sau này là cái sân golf. Ủa, nhà nóng quá. Và đây cũng không có nổ nóng lắm đâu.
thôi. Ghê quá. Bảo đó tao bậy quá bậy. Ê, Hèo. Lên đây qua đi cũng hay. Ừ. Đây là cái phòng phòng khách. Ở trước. Quay đi cậu. Rồi, lầu quá. Chanh cái đầu quay mà. Đây cái phòng nó có ghế, sofa để nằm nữa. Đây là cái ban công nhìn ra ngoài một chiếc cửa. Hello. 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 Chào ba mẹ. Wow. Tủ. Nghe là có hai tủ luôn, cái gì sao nó gì đâu. Ừ. Ba kìa. Nó tính gì sang đi. Thôi nhà mình chia ra nhà mình có mấy gia đình lận đi hai chỗ. Sao đông dữ vậy trời. Qua đó phụ lấy con này của hai. Hai con. Đây là nhà tắm. Tiếng lọt luôn. Quá bự luôn. Quần tắm luôn. Sao? Rồi cái lo sách này, kho sách để quần áo đồ của mình mà. Gì vậy? Cái máy xay tóc. Con mở ra cho con ra, mở ra cái kia ra. Mở ra, kéo qua. Cứ để quần áo thôi, rồi xong xuôi. Trong phòng trên lầu cũng có một cái tivi riêng. Wow, ủa anh Tây ở bên kia hả? Không biết ở đâu, như đâu, ở đâu cũng được, anh đi vòng quay phim thôi. Để tới 3 phòng lận, quá bự. Một nhà là 3 phòng. Dạ, 3 phòng. Có nhiều phòng nhiều chứ ngủ cũng có một đêm chứ nhiều. Phòng ngủ nằm đất ngủ được xỉn, ngủ đâu không được đúng không? Phải, nó nếu như mà ở mướn nhà thôi đủ rồi. Đây cũng đẹp lắm chứ bộ. Ừ. Cũng đi câu cá. Có câu cá thì ngao vậy sao té. Đi ra đi. Cá té. Nó sẽ phải. Chị bao. Đây cái bà nhờ nhện kia không có trèo leo nha bà người nhện. Xin chào. Dạ. Hép cửa lại. Hép cửa lại. Yeah. Yeah. And cool ditch beach villa. 41. Căn bên đây với căn bên đây. Nhà kiến trúc rất là đẹp. Còn cái hướng này thì nó ra mặt biển, từ đây ra biển cũng hơi xa. Làm đàng hoàng con hai tay đi.